Quý vị và các bạn đang đến với bản tin nhận định dự đoán tỷ số chung cuộc cặp đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Croatia nằm trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng vòng chung kết Euro 2024. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ channel của chúng tôi. Đầu tiên đó chính là đội tuyển Tây Ban Nha bước vào vòng chung kết Euro 2024 với một đội hình bị đánh giá thấp hơn so với những năm về trước, đặc biệt là những chênh lệch về mặt lực lượng đội hình so với thế hệ vàng của họ năm 2008-2012. Nay ở trong đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha chỉ còn sót lại mỗi Jesus Navas, và tất nhiên đến với giải đấu năm nay, người Tây Ban Nha đặt hết kỳ vọng vào tuyến giữa của họ, nơi mà đội bóng đến từ xứ sở bò tót có sự xuất hiện của Pedri và Rodri. Trong khi đó thì sức mạnh hàng phòng ngự và sự tấn công của đội tuyển Tây Ban Nha cũng đáng bị nghi ngờ. Dưới thời của huấn luyện viên trưởng mới, đội bóng Tây Ban Nha khởi sắc hơn. Họ dần thoát khỏi sự ám ảnh về mặt lối chơi, bắt buộc phải kiểm soát bóng để áp đảo đối thủ, ru ngủ đối phương. Thay vào đó thì vị huấn luyện viên trưởng này xây dựng một lối chơi nhanh, trực diện và bên cạnh đó là sự thực dụng cho người Tây Ban Nha. Sau 14 trận đấu dẫn dắt đội bóng xứ sở bò tót, huấn luyện viên Fonten giành 10 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Đây được xem là một thành tích vô cùng ấn tượng đến từ vị trí của đội bóng Tây Ban Nha. Đội tuyển này khởi động Euro 2024 bằng 2 chiến thắng và điều đặc biệt là họ đều ghi trên 5 bàn trước đội tuyển Bắc Ireland và Andorras. Ngưỡng mộ Tây Ban Nha đặc biệt phấn khích khi phong độ của đội nhà đang lên rất cao, trong khi vị huấn luyện viên trưởng của họ thì chưa thực sự hài lòng. Cụ thể thì ông thầy này đã nói và nhận định về vòng bảng của Euro 2024. Ông đã nói là tính chất khác hẳn so với các trận đấu giao hữu trước đây mà đội tuyển Tây Ban Nha đã từng thi đấu. Cụ thể là Tây Ban Nha gặp Croatia, Italia, sức mạnh thực sự của các đội bóng này là vô cùng đáng nể. Ở bên kia chiến tuyến thì đội tuyển Croatia có một phong độ ấn tượng trước thềm Euro 2024 cũng không thua kém gì so với đội tuyển Tây Ban Nha. Họ thắng 5 và hòa 1 trong 6 trận đấu gần đây nhất. Với thành tích này thì cũng đủ khiến cho những người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cảm thấy lo sợ. Nói về mặt lực lượng thì so với đối thủ, đội tuyển Croatia không được đánh giá cao bằng. Song khi có trong tay những cầu thủ có thể nói là quá rả rời như là Luka Modric, Ivan Perisic hay là Mateo Kovacic, Marcelo Bozovic thì đội tuyển Croatia hoàn toàn có thể tự tin có thể giành được một chiến thắng trước đội tuyển Tây Ban Nha trong cuộc đối đầu này. Nói về mặt lịch sử của hai đội bóng, kể từ năm 1994 thì đội tuyển Tây Ban Nha và Croatia đã gặp nhau đến 10 lần. Trong khi đó thì Tây Ban Nha đang nắm thành tích áp đảo với 6 chiến thắng, với 1 trận hòa và để thua 3 trận. Lần gần đây nhất thì hai đội bóng đã hòa nhau với tỷ số 0 đều tại Nations League tháng 6 năm 2023. Sau đó thì đội tuyển Tây Ban Nha lại thắng Croatia trên chấm 11m. Còn nhớ vào kỳ Euro 2020, đội tuyển Tây Ban Nha và Croatia đã tạo nên một trận đấu vô cùng cảm xúc. Sau 90 phút thì đội tuyển Croatia đã gỡ hòa 3 đều nhờ vào bàn thắng của Pasalic ở phút thứ 90+2. Tuy nhiên thì đến hiệp phụ thì đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3 ở vòng 1/8. Có một điều mà chúng ta cần lưu ý là những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Croatia trong 10 năm qua đều rất là nóng ở khu vực tuyến giữa. Và tất nhiên thì ở vòng bảng của Euro năm nay, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Croatia hứa hẹn ở khu vực tuyến giữa sẽ rất là chật chội với những cầu thủ kỳ cựu có trong đội hình của cả hai đội. Mà tất nhiên, đội bóng nào có khả năng kiểm soát bóng tuyến giữa tốt hơn thì đội tuyển đó sẽ giành ưu thế và giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Trước khi đến với phần dự đoán tỷ số chung cuộc cặp đấu này thì chúng ta hãy nhìn vào thành tích và phong độ của cả hai đội bóng trong năm trận đấu gần đây nhất với mọi đối thủ. Nói về đội tuyển Tây Ban Nha thì họ có chiến thắng 5-1 trước Bắc Ireland, chiến thắng 5-0 trước đội tuyển Andorras. Tây Ban Nha có trận hòa 3 đều trước đội tuyển Brazil. Đội tuyển Tây Ban Nha để thua 0-1 trước đội tuyển Colombia và chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Georgia. Còn bên kia chiến tuyến thì đội tuyển Croatia mới đây nhất thì họ đã có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bồ Đào Nha, 3-0 trước đội tuyển Bắc Macedonia, chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Ai Cập, hòa 0 đều với đội tuyển Tunisia và chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Armenia. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy được là phong độ của hai đội bóng này là cũng ấn tượng như nhau. Tuy nhiên thì những đối thủ mà đội tuyển Croatia vượt qua được xem là mạnh hơn rất nhiều so với những gì mà đội tuyển Tây Ban Nha đã từng trải qua. Chính vì thế mà ở trong cuộc đối đầu này giữa Tây Ban Nha và Croatia, chúng tôi thiên về khả năng đội tuyển Croatia sẽ có được một chiến thắng trước đội tuyển Tây Ban Nha. Tỷ số trận đấu này sẽ là 2-0, 2-1 nghiêng về cho đội tuyển Croatia. Được biết trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay. Quý vị và các bạn nhớ chú ý để theo dõi. Và điều quan tâm của rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam hiện tại là chúng ta sẽ theo dõi các trận đấu tại Euro 2024 tại đầu. Thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật như những gì mà chúng tôi đã thông báo. Thì các trận đấu tại vòng chung kết Euro 2024 đều sẽ được trực tiếp tại rất nhiều các nền tảng khác nhau, như là các kênh VTV của K Cộng, HTV Thể Thao, nền tảng TV360 của đơn vị Viettel, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ. Quý vị và các bạn có thể dễ dàng để lựa chọn theo dõi.
Quý vị hãy để lại những dự đoán chung cuộc tỷ số trận đấu này ở dưới mục bình luận để cho chúng ta cùng nhau xem. Chúng ta có cùng quan điểm hay không? Và quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến cá nhân của mình ở dưới mục bình luận. Nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn theo dõi những nhận định, cập nhật lịch thi đấu, kết quả bảng xếp hạng cũng như là những thông tin mới nhất liên quan đến vòng chung kết Euro 2024 mỗi ngày tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.